Chúng ta sẽ tạo ra một cái dự án nha. Cái dự án này thì thầy sẽ hướng dẫn từ lúc mà download giao diện này, thiết kế dữ liệu JSON cho đến nhúng giao diện vào, lấy dữ liệu ra là làm các chức năng, xem chi tiết này kia đó, xem sản phẩm, xem này nọ, rất đủ thứ trong này. Thì đầu tiên chúng ta cần phải có tạo dự án mới đi. Dự án mới luôn nhé, mới mới cứng luôn. Sau đó là tải cái giao diện trên trang trang này này, trên cái trang tên là Theme Theme Wagon. Thầy hay lấy trang này bởi vì nó miễn phí, free. Thầy tải một cái trang ở cái đường link này, themewagon.com, theme go for các bạn, go for. Sau đó mình sẽ nhúng vào. Trong quá trình nhúng thì nó có gặp những vấn đề như là cái đợt trước chúng ta làm lỗi đó, thì hôm nay thầy làm kỹ hơn là chia nhỏ cái giao diện ra, chia nhỏ các cái thành phần nữa. Có cái cấu trúc dự án nó sẽ phức tạp hơn một chút. Rồi tiếp theo là cài đặt cái JSON server, tạo các cái API cho nó, xong rồi mình gọi để xem dữ liệu đúng không? Bên nốt các em. Thì vật này về giao diện thầy đã tải rồi này, nó đây các em này, các em cứ tải thôi. Bây giờ thầy nhúng nó vào nhé. Trước tiên là thầy cứ nhúng full đã, rồi thầy cắt dần. Ở bên đây thầy copy toàn bộ cái CSS này, email với cả JS của cái thằng giao diện cứng, thầy đưa vào đây, thầy cắt vào đây rồi, thầy copy vào đây rồi. Bước tiếp theo thầy mở file index lên để thầy lấy mẫu index của nó các em này. Các bạn tìm đến cái phần trên đó, nó có nhúng những cái thư mục, những cái file như bootstrap này, các thứ đó này, các em nhúng vào. Thầy sẽ nhúng nó, thầy cũng nhúng ở trang trong public nhá. Dự án của mình là public này, index này. Thì những phần comment này mình có thể bỏ đi. Cho gọn đi thôi mà. Là nhúng nó vào đây. Dưới phần title này các em. Thế là được nhé. Thế thôi, chỉ cần vậy thôi. Chúng ta có thể là thêm cái public này trước trước những cái thư mục này các em này. Ctrl D xong rồi. Dán nó vào. Ô, từ từ. Sau cái chỗ này cái này nhé. Wrap CSS này. Dán nó trước các em. Tiếp theo là đến phần jQuery. jQuery thì các bạn cũng copy bên index này lăn xuống dưới các, cuối cùng này, tất cả cái jQuery mình dán hết vào phía dưới đấy. Đây dưới cái nút này. Chúng ta cũng nên thêm cái public này vào trước đấy. src này, Ctrl D này. Di chuyển. Rồi phần phần này thì tạm vậy đó, chúng ta xem cái dự án hiện tại của mình. Bên file app thì tạm thời thì lúc nãy thầy thử test nên là thầy cho lại như cũ này. Dự án của mình nó đang thế này các em nhé. Bây giờ thầy sẽ cắt ra phần header riêng, phần footer riêng và phần main. Ta sẽ cài những cái liên quan đến router, rao tiết gì đó, đó nhưng trước mình làm đó. Trong src này chúng ta tạo ra component này. Phần này các em đã làm được rồi này. Component bây giờ mình chia nhỏ nữa nhé. Ví dụ trang home các bạn. Trang home nó có nào là banner, nào là product này, nào là cái này các bạn này, tùm lum rồi này. Thì chúng ta nên chia nhỏ tiếp nhé. Chia nhỏ cái trang trang home tiếp. Thì trong cái thư mục component thầy tạo ra thư mục riêng cho home này. Riêng cho home, trong home ví dụ thầy muốn có cái banner hay gì đó đúng không? Những cái khác ví dụ như là component khác thì để tự do bên ngoài, ví dụ about chẳng hạn, about để riêng đấy. Thầy tạo trong home thì có ví dụ banner này, rồi product này, gì nữa nào, chỗ này chúng ta gọi là about shop đi. About shop, about này của home các bạn nhé, thì gọi là home about đi, thì gọi là chia nhỏ các thành phần đến giao diện ra nữa,
chia rất là nhỏ đúng không? Đây là phần customer, rồi phần block đúng không? Block này. Có thể thêm chữ home block đây. Nhiều lúc nó mình có nhiều trang nó sẽ trùng nhau. Home banner. Home product. Chữ product đi đâu rồi? Rồi. Mấy cái tút này hay là cái này thì nếu như mình thấy nó nhiều thì mình bỏ thôi thôi. Đấy, chỗ nào mình có thể tái sử dụng được thì mình mới tách ra nhé. Rồi. Thế bây giờ thầy xác định là thầy gắt nhé. À, một số cái nữa, ví dụ như là header với footer này, phải để riêng bên ngoài này, header này. Đấy, mình sẽ cắt header trước đi. Export default nha. Default function. Header. Viết chữ hoa bởi vì tí nó ra ngoài cái dùng nó hiểu nhầm HTML các em. Function này. Trong đây mình sẽ return. Rồi, bắt đầu cắt nhá. Cắt cái gì ra đây? Cắt cái index này, index HTML các bạn này. Em tìm đến cái header của nó sẽ là vùng này. Header section đây các em. Nó đây. Cho header. Tất cả cái class này này, chúng ta sẽ đổi thành class name. Đấy. Được chưa? Mấy cái comment kiểu này mình sẽ bỏ đi. Tìm nhé. Đấy. Tìm này. Về đầu về cuối này, bỏ này. Cái chỗ mấy cái thao tác về đầu về cuối các em nhấn home với end đi, nút home nút end trên bàn phím nhé. Mấy cái đường link này tí nữa mình sẽ dùng cái router sau, bây giờ mình cứ cắt đi đã. Rồi, bây giờ thầy thử gọi nó ra ngoài app xem nó chạy chưa nào. Bỏ này đi các em. Bỏ này đi. Không cần nữa. Bây giờ là header này. Đấy, nó gọi vào rồi đó. Xem có lỗi gì không? Úi xa. Lỗi close tag email. Đây. Ngay đang vào tìm email xử lý ngay. Đây, một dòng. Còn không? BR hả? Xấu nhỉ. Đây tất cả BR các bạn này. Bôi đen đi. Canon D 3 phát. Xuộc cái là xong. Đấy, về cơ bản xong header rồi. Đó, chúng ta có được header rồi. Header thế này à? Hình như là không đúng lắm. Thầy xem bên này nhé. Header nó không có cái kia nhỉ, nó không có cái banner đâu. Mình cắt thừa rồi. Thầy xem nào. Header cái banner nó ở đâu nhỉ? Cái banner nó ở đây các em, thầy sẽ bỏ cái banner ra nhé. Banner nằm trong header à? Đều thế nhỉ. Rồi thế thôi. Wow. Các em nhìn cái nó xấu không? Cái giao diện này nếu cắt cái header kiểu đấy nó xấu nhỉ. Được rồi, để thầy mượn cái header của about ra thầy coi nào. Header của about. Header section đây các em. Mượn cái chuẩn đi, cái about là chuẩn các em này. Làm lại lượt nữa nhé. Nhiều khi mình thấy không ổn mình cứ làm lại cho nó ổn thôi. Class name trước này. Để có form qua này. Canon D. Form này. Input nào, có input nào à? À, có cái form này được rồi.
Email này. Thầy xem nhá. Thầy xem này. Đấy, nó ổn hơn kia. Đó. Chúng ta lấy đúng đối tượng nó ổn hơn. Header sao? Footer nào? Mượn about đi. About có khi nó ít lỗi đó kìa. Footer. Đây, footer đây. Đó. Cắt luôn cái đống override này này của footer này. Vào mở class footer component đây. Cái spot cái làm mãi đây nhỉ. Default function footer đặt tên được không đặt được các bạn, đặt tên cho nó ấy. Return nó có thế này các bạn. Đầu trọng chắc ăn. Format này. Các em nhìn này, cách chọn nhìn này nhé, đây. Đấy. Chọn cái đầu thôi, đừng chọn hết. Chúng ta sẽ Ctrl D này. Nó tìm được, thế là chúng ta nhấn phím Home cho về đầu, phím End về cuối, xóa. Đấy. Mèo đấy nha. Tiếp theo, tìm class, sửa thành class name. Ctrl D này. Class name. Tiếp theo, bây giờ phải gọi xem có lỗi không nhé, gọi ra ngoài dùng mới xem biết lỗi không. Vào app footer component chọn nó rồi, không lỗi đấy, nhưng mà header footer là ok rồi đó nha. Đấy là phần này các bạn, phần trên phần dưới là ok này. Bây giờ chỉ có điều là chúng ta sẽ tạo ra router nhé, tạo ra router. Thì bây giờ thầy sẽ cài cái router lên. Cài này. Cái video thầy quay full nên là thầy sẽ không dừng đâu nhá. Cài này. Tạo cái cộng thêm cái nữa này. Cài npm install react router DOM. Cài này lên các em. Cài luôn cái JSON server nha, tí nữa còn có gì còn đấy nha. JSON server. JSON server này các em trừ trừ save và dev. Cài ở môi trường dev ấy các em. Tí nữa mình sẽ làm đến JSON server thì chúng ta chỉ cần dùng thôi nhé, không cần phải cài lại nhé. JSON server cho nó cài nó đi. Sau khi cài được cái router rồi, các bạn nên kiểm tra lại trong dự án nhé. Dự án của mình là đây này. Để mở cái package JSON này lên này. Đây. Đó. Và JSON đây. Ok. Thế thì mở lại, quay lại cái file index này. File này này. Chúng ta sẽ thay vì cái strict mode này, chúng ta sẽ dùng cái gì nhỉ? Các em nhớ không? Pro. Đúng rồi, đây. Đó các em, nó nhé. Nhớ đúng nhá, rồi. Thế là xong. Bây giờ chỗ này này, chúng ta sẽ tất cả những cái gì mà nó sẽ load theo cái router định nghĩa thì nó sẽ nằm ở trong cái phần này nhé. Router này. Router QoS. Hôm nay nó gửi ý này. Đấy, hôm nay gửi ý, hôm nay có vẻ ngon lành rồi đó. Hôm trước viết mãi không gửi ý các bạn. Router không web này. Bây giờ router không web này. Router không web các. Đây. Đó, import luôn cho mình rồi. Router không web này thì nó sẽ thế này thôi. Chúng ta sẽ có một cái gì các bạn nhớ không? Path, đúng rồi. Path chúng ta để rỗng, để ý là cái thằng home của trước này. Mình chưa có home đâu nhá. Element đúng không? Đấy, bằng xoắn. Chúng ta tạo ra cái home đây. Trong home á, là cái thằng chính, rồi nó còn gọi rất nhiều thứ trong home nữa. Thì trong home nó có cái phần gọi là home main đi, gọi là home main.
.z. Chúng ta sẽ export thực ra import default thì các em không cần cái này cũng được, không cần tên cũng được, default mà chỉ cần thế thôi. Thì trong đây á, thầy sẽ gọi này, ví dụ như thầy gọi cái thằng home banner đúng không, home banner này, thầy gọi home banner vào chẳng hạn. Ví dụ thầy có cái banner nhé, đâu nhỉ, banner home banner đây. Và default banner thì thầy tìm đến cái banner thầy gọi vào thế này. Banner của thằng home á, nó nằm ở trong đây luôn đó, cho nên là lúc nãy mình nhầm trong đây này, cho vào. Nhắm vào đây. Tìm đến cái thẻ BR các em đây này, không lúc nãy nó BR nó lỗi này. Còn gì không? Hết. Đấy. Thế thì trong cái home chính như này nó sẽ gọi cái home banner vào đây trước này. À vì mình không viết tên các bạn, mình không viết tên cho nên nó không biết import thằng nào. Đúng không? Import vẫn được nhưng mà mình không, nó không tự động được các bạn, cho nên chỗ này mình nên viết tên cho nó. Để nó tìm được thôi. Không tìm được thật các bạn ạ. Vào đây nó sâu quá. Thế thì thầy phải vào bằng tay nhé. Import home from. Đây home banner đây. Như vậy là trong cái ý của thầy là trong cái home main ấy, nó lại có những cái phần nhỏ nhỏ mình chia nhỏ trong cái giao diện chính của thằng này các bạn này, nó nhiều mà, nó nhiều nên mình phải chia nhỏ ra đấy. Chứ còn một cái trang đơn giản thì mình không cần nhé. Đấy. Home banner hơi lỗi gì nhỉ, xem nào. À cái element đấy mình đã gọi đâu nhỉ, element main app đã gọi đâu, bây giờ gọi home này, home main này, main nhé. Đấy. Rồi đấy, banner nó vào đây đây nha, vẫn chạy bình thường đúng không? Nó chưa có ảnh, chắc là thiếu trong CSS thôi. Tí nữa xem lại. Tiếp tục quay sang home banner xử lý tiếp đi. Dưới home banner là home about em này. Home about copy này. Rồi bây giờ còn default function nhé. Chúng ta sẽ tìm đến cái trang index của thằng này, chúng ta copy about vào. Đây about section đây. Đó. Dán vào đây. Class nhá. Đây là cách chúng ta chia nhỏ các bạn. Email này, chỗ này email nguy hiểm này. Cứ nhìn thấy email của bọn này là biết ngay là thiếu cái đấy. Rồi, thì bây giờ lại vào home main gọi cái about này đấy. Vào này. Thiếu cái gì đây? À do cái return của mình á, return nó có hai cái thành phần đổ lên cho nên mình phải có cái div bao ngoài nhé. Div rỗng đi. Đấy, div rỗng vậy đi. Nó chả có nghĩa gì cả. Chỉ đơn giản là cái bao thôi, wrap thôi. Đó, có bao thôi các em ơi. Tiếp tục. À, trong home lại có những cái thành phần khác, như dưới home bao lại có home gì đây này, home product này, đúng không? Là copy home product này. Home product, home block. Cái này thì copy cho gọn nhé. Rồi lại copy cái phần sản phẩm này, dưới này nó có our coffee offer các bạn này, thằng này, này chính là product mà thầy đang muốn nói. Rồi, tiếp nào, dán vào đây. Rồi, tiếp thôi, chia rất là nhỏ nhỏ tỉ mỉ luôn.
mình chia nhỏ này, biết đâu mình tái sử dụng được các bạn. Nào gọi home product vào đây, gọi luôn, hay một lỗi không, có một lỗi về email nhiều lắm, riêng cái thằng này email nhiều lắm. Đây này, chấm gbg này, Ctrl D này, thầy biết nó gần giống nhau nên thầy Ctrl D hết luôn này, chuộc cho nó nhanh, thấy chưa? Đấy, có product, thấy chưa? Xịn luôn các bạn, không phải nghĩ. Nghĩa là lúc đầu thời xưa các bạn để nó trăng giang đầy hải, bây giờ các em chia rồi, các em gọi dần dần các bạn này, thì mình quản lý từng mục nhỏ nó dễ này, nó chuyên hơn đúng không? Product thì vào product mà lấy, từ ba vào ba mà lấy. Bây giờ vào đến block nhé. Tìm đến block. Client thì thôi, trong giao diện này thôi, không lấy client làm gì nhé, thầy lấy đến block là được rồi. Đủ rồi. Ok, nó có một ảnh hay đây. Chúng ta chọn tất cả những thằng liên quan JPG này, chấm png đây chứ nhỉ. Ctrl D hai thằng thôi à. Xuống. Rồi, vào homepage chúng ta sẽ gọi cái block vào. Đó, thấy chưa? Dễ. Ok, xin chào các em, hết là được rồi nhá. Trang chủ tạm vậy đi. Trang chủ tạm như vậy đi. Ô, cái chỗ này là liên quan CSS các em ạ. CSS cái background này này. Thầy kiểm tra chút nào. Đây thầy hướng dẫn các bạn do cái giao diện này nó bị vậy thôi. Tìm đến banner section ở dòng style 310 các bạn này. Mở file style ở trong của mình ấy. Tìm đến 310 thì thêm cái background. Background giống đến header này này. Do cái giao diện này thôi nhá, còn cái giao diện của bạn chắc không bị cái này đâu. Dám vào đây. Nó thiếu cái giỏi. Rồi, xong phần trang chủ. Bây giờ đến phần những trang con, chúng ta chỉ làm những trang này thôi này. Trang about, trang shop, trang coffee. Ba trang này nhá. Tí nữa mình làm trang detail. Làm trang detail của các bạn, ví dụ như là trang home, trang about, rồi trang product á nhá. Trang product. Ví dụ cái trang shop này mình thay vào đó thành trang product thôi, chứ không cần phải nhiều đâu. Thì thầy mở cái header lên đã. Header để thầy xử lý chỗ này đã. Chúng ta tối ưu hóa cái giao diện này một chút này. About nhá. Để chỗ này thầy gọi là product đi, đừng có nhiều quá, product thôi. Contact thì block thực ra không cần đâu. Contact cùng lắm các em cho cái form vào đấy là được. Được chưa? Đầu tiên mình tối ưu hóa cái chỗ này một chút này. Rồi bắt đầu này. Login mình không cần nhỉ, login thì thôi bỏ đi. Form này bỏ đi. À có khi là tí nữa thầy hướng dẫn các bạn một chút về cái login. Thôi cứ để vào giao diện vào cho đẹp, làm được cái làm không làm thì thôi đúng không? Bây giờ about, chúng ta bắt đầu lấy about này. Các bạn nhìn này. About á. À, chúng ta xem cái giao diện nó có gì khác so với này không nào. About đúng có mỗi cái section này thôi các bạn. Thế thì dễ rồi. About chính là giống cái about này các bạn này, giống cái about trong home rồi này. Thế các bạn vô đây các em import nó vào là xong. Nhá. Đúng y chỉ đúc cái about kia. Hoặc các em lấy luôn cái about này làm cũng được các bạn này. Nhưng mà thầy vẫn muốn tách riêng ra. Rồi bây giờ lên trang app này. App này. Suộc này. Park about. Đấy about. Chúng ta thử home about. Could not be solo home about.
suộc nó vào nhé. Đấy, đúng là bao, đúng chuẩn rồi nhá. Đấy, đúng như của họ rồi. Về đến trang product. Trang product, thầy sẽ khai báo thêm product. Xem nào, trang mẫu nó nhá. Coffee đi. Các em nhìn này. Trang product của nó đúng mỗi này thôi, đúng không? Do cái trang hiện tại nó giống này nên thầy sẽ tái sử dụng nhé. Còn của các bạn nó thiết kế thế nào thì mình phải dùng như thế. Thầy thì lấy lấy từ home product qua. Trang product. Đấy. Home product này. Thì em thấy nó tái sử dụng được tốt đúng không? Tái sử dụng hay là tốt rồi. Được cái nào hay cái đấy đúng không? Rồi, suộc này, chúng ta sẽ bên sang bên dự án của mình này, suộc product. Đấy, chuẩn rồi đúng không? Đó. Như vậy là cùng một chỗ mình có thể tái sử dụng được như vậy đấy các em. Contact thì xem nào, contact là phải xem có phức tạp không. Có một cái input này thôi nha. Lúc đấy mà mình cắt luôn cái input này riêng ra. Rồi cắt luôn này, để mình gọi vang trang home này. Cắt luôn nha. Input đây, chỗ này này các bạn này. Input này với cả cái này này. Đây, cắt luôn. Copyright này. Thầy tạo lên một cái component ở home ấy, là gọi là input này. Contact này đừng có input nữa. Tìm Ctrl D về đầu về cuối gì đó bỏ đi. Rồi email copyright này. Hình như copyright này đâu có rồi nhỉ. Đi xem lại trùng hơi bỏ nhé. Iframe à, chơi đấy nhỉ. Class sang bên home bên thì gọi luôn nó luôn cho nó nhanh này. Xem có lỗi gì không, nó xử lý luôn. Sang đây kìa. Đấy, lỗi về cloud tag. Input dòng 22. Text area. Area sao lại báo lỗi nhỉ? Đây chứ. Đây mới đúng. Rồi, chuẩn rồi. Dòng 2232. Input your name. Bây giờ contact nhé, thầy sẽ tạo ra hai contact nữa. Chia càng nhỏ càng tốt.
chỗ này thầy sẽ mượn cái bên này qua coi. Nó giống thôi mà, con tách nó giống. Cái thầy copy giống nhau đúng không? Return nè, home nè, con tách nè, đấy. Thế là xong. Ra bên ngoài app chúng ta lại ra vào xem contact nữa. Rồi. Xuống test thử contact. Có cái style này các em này, có style này nó lỗi này. Thuộc tính style nào đó trên cái phần contact ạ. Đây có style đây, chúng ta dùng cái kiểu style của React mới được á, của xoắn xoắn này. Đấy, ví dụ border 2 chấm này, width 2 chấm phần trăm này, mình phải để trong nháy các chấm phẩy phẩy như vậy, chấm phẩy đó các thuộc tính của React mà. Rồi cái footer hình như thầy bị double nhé, cho nên trong input thầy sẽ bỏ cái phần copyright này. Lúc đấy thầy bảo nó giống ở đâu có rồi, hóa ra footer có rồi. Ok. Chỗ này xe xếp này cũng hai lần nè. Đây cắt nhầm footer layout mà đúng không? Rồi đấy các bạn. Đó, thì như vậy mình đủ rồi nhá, đủ hết rồi. Đủ sạch rồi. Trang chủ full rồi này. Đấy, thế phần ghép. Nhưng mà các em thấy ở đây ấy, thầy muốn nói các em hiểu chỗ này này. Có những cái giao diện á, chúng ta phải ở cái trang chủ nó có đầy đủ thông tin, mình cứ chia nhỏ trang chủ á. Rồi chính cái trang chủ đó dùng cũng rất là gọn này. Cần cái nào vào lấy cái đó, và những cái trang khác chúng ta cũng chỉ cần tái sử dụng cái đó thôi. Trừ khi nó khác thì mình mới phải bắt buộc phải thiết kế riêng, còn không chỉ cần gọi như vậy là được. Đấy, cho nên có những lúc mà các bạn thấy những cái dự án nó làm như vậy đó. Rồi đúng lúc cái giao diện này nó vậy thì thầy hướng dẫn như vậy luôn. Đấy là bước chúng ta đã xong nhé. Bây giờ ở trong header á, các bạn đặt link cho nó, đặt link để có thể click được. Chỗ này chúng ta dùng cái này bằng thể cái link các bạn này, cái link của Common React DOM này, đây là tu này, tu đây thì nó không có gì, chúng ta để dấu chuột là được này. Đấy, cái này cũng thế, cái này là tu này, để đến nơi bao này, cái này đây là bộ đắc đúng không, tu này. Link phải để xuống ở trước em. Link này. Đây là contact này. Tu. Rồi. Coi như là cơ bản. Chúng ta thử nhét cách thử đấy các em. Đây nó chuẩn rồi này. Đó. Xin luôn đúng không? Cái login này mình chưa xử lý gì nhá. Kể nó đi. Rồi. Bước giao diện thì các bạn làm như vậy là ổn nhất. Là xịn nhất. Cố gắng tìm cái giao diện nó cũng vừa phải vậy thôi, không cần phức tạp lắm nhá. Lúc đầu mình mới học như vậy thôi. Bây giờ đến cái việc mà làm thế nào để xử lý data nhá, thì chắc nó dài quá, thì thầy tạm dừng đi, không nó dài thật các bạn ạ.